là một nguồn chất xơ tuyệt vời. Đây là chất dinh dưỡng quan trọng để giảm cân. Theo nghiên cứu của Đại học Y khoa Massachusetts cho thấy, bổ sung thêm chất xơ vào chế độ ăn là một trong những cách đơn giản để giảm cân, bởi vì chất xơ có ít calo và giúp no lâu hơn. Mạch là một loại ngũ cốc nguyên hạt không chứa glutin và nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa. Vì vậy, ngoài thực phẩm là giảm cân hiệu quả, nó còn giúp tăng cường cho sức khỏe. Thành phần dinh dưỡng của yến mạch rất ấn tượng và một yến mạch có thể dễ dàng được đưa vào kế hoạch trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Có thể sử dụng một yến mạch để làm bánh kép không chứa glutin và các ngũ cốc nguyên hạt, bánh mì và các loại bánh nướng, hoặc đơn giản là có thể trộn cùng với sữa chua, hoặc để có một bữa sáng tiện lợi hơn, đủ chất dinh dưỡng có thể trộn với các loại hạt. Một cốc bột yến mạch có chứa 68,3 g carbon hydrate, trong đó có 6,8 g là chất xơ. Yến mạch là nguồn cung cấp carbon hydrate phức hợp bổ dưỡng, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường và duy trì mức năng lượng. Bên cạnh đó, yến mạch cũng là một loại thực phẩm ít hơn 10% lượng calo trong một yến mạch đến từ chất béo. Tuy nhiên, yến mạch chứa nhiều chất béo hơn các loại ngũ cốc nguyên hạt khác. Mặc dù hầu hết các chất béo trong một yến mạch đều đến từ chất béo bão hòa đa và không bão hòa đơn, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Yến mạch là một loại thực phẩm giàu calo. Trong một cốc bột yến mạch có chứa 420 calo, vì vậy cần tiêu thụ nhiều sản phẩm yến mạch để đạt được lượng calo cao. Phần lớn bột calo trong yến mạch đều đến từ carbon hydrate phức tạp. Bột yến mạch có chứa đầy đủ chất dinh dưỡng và chất xơ hòa tan, giúp cơ thể có thể cảm thấy no hơn sau bữa ăn. Về cơ bản, điều này có nghĩa là bạn sẽ cảm thấy no sau khi ăn bột yến mạch hơn là ăn một miếng bánh mì nướng. Do đó, bạn sẽ cảm thấy ít muốn ăn thêm thứ gì đó để cảm thấy no. Ngoài ra, một nghiên cứu cho thấy rằng bột yến mạch, cả yến mạch loại cũ và yến mạch loại ăn liền, đều có hiệu quả giúp bạn no lâu hơn so với bột ngũ cốc ăn liền. Do đó, có thể thay đổi thói quen ăn vặt bằng cách bắt đầu ngày mới với một bát yến mạch nóng. Theo bác sĩ Nguyễn Thạch, khoa dinh dưỡng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, yến mạch là một loại ngũ cốc nguyên hạt không chứa glutin và nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa. Vì vậy, ngoài là thực phẩm giúp giảm cân hiệu quả, nó còn giúp tăng cường cho sức khỏe. Trong bột yến mạch cũng có thể làm giảm lượng đường trong máu, giảm cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Tuy nhiên, bột yến mạch có thiếu protein, vì vậy có thể thêm bất kỳ dạng protein nào để kết hợp cùng với yến mạch, có thể như là trứng, một ít sữa chua hoặc thậm chí là bơ, đậu phộng. Theo bác sĩ, nếu ăn một bột yến mạch vào bữa sáng thì việc kết hợp một số protein vào các bữa đó là rất quan trọng. Ngoài ra, nó sẽ giúp người muốn giảm cân cảm giác no lâu hơn, có nghĩa là lượng calo tiêu thụ vào cuối ngày cũng sẽ giảm. Bác sĩ cũng khuyến cáo không có rủi ro đáng kể khi ăn bột yến mạch, nhưng có một số lưu ý, đó là cần tránh ăn quá nhiều bột yến mạch với hy vọng là giảm cân nhanh chóng. Bột yến mạch rất giàu chất xơ, tiêu thụ quá nhiều sẽ làm căng dạ dày và ruột, gây táo bón và tiêu chảy. Yến mạch ăn liền thường làm tăng tổng chỉ số đường huyết, có thể nhanh chóng làm tăng lượng đường trong máu. Do đó, có thể chuẩn bị bột yến mạch qua đêm, không cho thêm siro, đường nâu. Vì vậy, sẽ chế biến bột yến mạch như một bữa sáng giảm cân và một thành phần thực phẩm giúp tăng cân nặng. Nếu bị dị ứng với bột mì hoặc mắc bệnh xililac, nên ăn bột yến mạch nguyên chất không chứa glutin. Ngoài ra, bột yến mạch đóng gói sẵn có thêm đường có thể gây tác dụng phụ trong quá trình giảm cân. Bột yến mạch là một trong những lựa chọn bữa sáng lành mạnh nhất mà bạn có thể thực hiện để giảm cân. Để thêm hương vị vào bột yến mạch, hãy cho thử một vài lát táo cắt nhỏ, một ít việt quất hoặc một ít hạt chia.